Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Sĩ Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông về thống nhất địa điểm tổ chức khảo sát, lập hồ sơ xin bổ sung quy hoạch dự án điện gió ngoài khơi Intracom Quảng Trị. Dự án điện gió ngoài khơi Intracom Quảng Trị có quy mô công suất 1.000 MW, diện tích nghiên cứu 22.000 ha, diện tích chiếm mặt biển có thời hạn 350 ha, diện tích chiếm đất tạm thời 5 ha. Sản lượng điện hàng năm dự kiến hơn 4 triệu MWh mỗi năm, tổng mức đầu tư dự án khoảng 72.000 tỷ đồng. Một số hạng mục chính, máy phát tua bin gió, hệ thống truyền tải và liên kết ngoài khơi, trạm biến áp, cáp truyền tải và cáp liên kết. Phạm vi khảo sát cách 15 km so với khu bảo tồn biển Cồn Cỏ, cách cảng Mỹ Thủy 8 km. Qua khảo sát, bước đầu khu vực nghiên cứu dự án không chồng lấn vào vùng biển an ninh quốc phòng, không chồng chéo khu vực nuôi trồng thủy sản của ngư dân và quy hoạch cảng Mỹ Thủy. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đồng nhấn mạnh, đây là dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương, qua đó đánh giá cao quyết tâm của nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu. Đồng chí cũng đề nghị các ngành chức năng đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư lập quy hoạch dự án. Bên cạnh hiệu quả về kinh tế phải đảm bảo các quy định pháp luật về tuyến đường thủy nội địa, quy hoạch biển đảo, môi trường sinh thái, ngư trường, đời sống ngư dân. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp thu ý kiến các sở ban ngành liên quan về quá trình thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định, đồng thời giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan, dự thảo Ủy ban Nhân dân tỉnh văn bản gửi Chính phủ, Bộ Công Thương xin vào quy hoạch điện 8 trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, nhà đầu tư chuẩn bị giải trình các yếu tố liên quan để bổ sung hồ sơ điện 8 trước Trung ương, địa phương, phối hợp với các ngành chức năng liên quan đáp ứng hồ sơ theo yêu cầu báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương đủ điều kiện để đưa vào quy hoạch điện 8.